cắt cắt lá, cứ cái cắt lá mình mới đó. Thì không phải là ít đâu, mình mua về sử dụng khô đấy, nhưng mà đó những cái rau có chứ không nè. Mình phải tinh thần đó nè, như cũng như mau đi bắt đi chứ không bắt đấy nhá. Thì mình nói với hắn chứ bay tiêu chi tiêu chứ bay thì không có tiền đấy đấy chứ mà kể cả như củ nhá đâu đó bay thì đó hết bay thì được bay một tổ thì bay thì mình gửi đi ba vì ba nói câu chứ cái ông tỷ thì con hơn quá nói 10 câu nên phải tử tế chứ có đạt luôn dạ. Con cá con mù cũng phải quan tâm chứ thử sửa máy về nó sửa máy thế đấy em về đây có về được sớm không nhá, em phải về để đi cái thánh à, nhưng mà anh mau làm mua miệt đầy đủ lên rồi anh về cái chỗ quý mấy em về không máy anh về đấy về thì chủ quý cả anh đi chủ quý coi như là chứ nào đi bên cỏ cho mẹ vậy, mua được một con mẹ nào rồi à, thật ra bên mua con mẹ nào mới trôi đẹp quá nên nói thằng Linh là thôi đi mua luôn con mẹ ra mua bạn gì thì mà mua cái gì đắt thì cái gì mua bạn hết đắt đỏ thì bạn không mua để nuôi tiếp nghe một lý này bà đi quân hai đứa bò về treo ngoài này bà mới bán lỗi là bán lại thì đàn công điện thoại mà em phải mân cho nó mình nhìn thấy cái gì tôi đi cái gì tăng thôi.